Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 12 tây tháng 5 năm 2020 và thường đang ở Cali thì chúng ta hôm nay lại sẽ nói về tình hình tài chính nói chung tại vì trong vòng mấy ngày qua thì các bạn cũng đã biết là chúng ta dành rất nhiều thời gian để mà nói về tình hình cập nhật những cái tài liệu mới nhất liên quan tới Bitcoin haven nhưng mà trong cái video này thường lại sẽ chia sẻ với các bạn những cái gì đã xảy ra trong vòng mấy ngày vừa qua và những gì mà các bạn cần phải lưu ý tới cũng như là những gì mình thường cảm thấy là thú vị thương muốn chia sẻ với các bạn à, nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy nhìn vào tình hình tài chính nói chung thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ ngày hôm nay thì chỉ số Dow Jones đã xuống 1,89%, chỉ số S&P 500 đã xuống 2,05% và chỉ số Nasdaq đã xuống 2,06%. Chúng tôi một đát nữa sẽ nói thêm một số những chi tiết liên quan tới là Tại sao mà hồi tháng Tư thì chúng ta thấy được là chứng khoán có cái sự hồi phục rất là mạnh nhưng mà tháng 5 này thì hầu như là chúng ta có một cái sự cản trở nào đó khiến cho chứng khoán không tiếp tục tăng chứng mạnh như là nhiều người đang hy vọng. Thì chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề đó nhưng mà kế tiếp chúng ta hãy nhìn vào các thị trường của châu Á thì các bạn thấy được là chỉ số Nikkei ngày hôm nay cũng đã xuống 0,77%, chỉ số Shanghai của Thượng Hải đã xuống 0,3% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông thì hầu như là không có sự thay đổi. Bây giờ chỉ xuống có 0,09%. Và chúng ta nhìn vào thị trường của dầu. Thì các bạn thấy được là hợp đồng tương lai của dầu tháng 6. Thì cũng không có nhiều sự thay đổi so với cái đây vài ngày. Bây giờ vẫn ở cái mức là khoảng 25 đô 38 cent cho một thùng dầu. Còn về vàng thì các bạn thấy được là vàng bây giờ. Thì cũng vẫn ở cái mức là 1.700 đô. Bây giờ là 1.706 đô cho một ounce vàng. Cũng không có nhiều sự thay đổi so với cái đây vài ngày. Nhưng mà ngày mai thì thị trường chứng khoán sẽ ra sao thì các bạn thấy được là các chỉ số hợp đồng tương lai thì Dow Futures ngày hôm nay à, cho thấy là xuống 0,16%, S&P Futures cho thấy là xuống 0,29% và Nasdaq Futures xuống 0,19%. thì tại sao mà chúng ta thấy được là các chứng khoán trong vòng mấy ngày qua thì lại có những cái dấu hiệu bất ổn những gì đã khác biệt so với hồi tháng tư thì các bạn cũng đã biết là khi mà dịch bệnh xảy ra thì lúc đó chứng khoán đã đi xuống rất là mạnh và có những cái sự lo ngại đầu tiên là liên quan tới là những cái công ty họ có thể chống được qua khỏi dịch bệnh này hay là không hay là họ sẽ khai phá sản. Kế đó nữa là chúng ta thấy được là cái số lượng người mà khai phá sản nó lên tới 33 triệu người trong thời gian chỉ có vài tuần là một cái con số gây phá sản mà chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ trong thời gian ngắn hạn như vậy và bây giờ nhiều người chẩn đoán là cái phần trăm của người thất nghiệp có thể là lên tới 25% thậm chí là 30% và các bạn thấy là những cái tiểu bang bây giờ ở Hoa Kỳ thì mọi người trong thời gian là 8 tuần qua phần lớn vẫn đang ở nhà cho nên không có đi ra ngoài đường để mà tiêu tiền làm cho cái số lượng tiền đến từ người tiêu dùng hầu như là không có khiến cho rất nhiều những công ty, những nhà hàng, những cái quán ăn, những nơi vui chơi bị tổn thất rất là lớn và trong cái tình trạng đó các bạn cũng nên nhớ là hồi tháng 3 thì cái đơn vị đầu tiên mà ra những cái quyết định để mà hỗ trợ thị trường đó chính là cục dự trữ liên bang hay là Fed thì Fed đã ra quyết định các bạn cũng nên nhớ là cắt lãi suất hai lần liên tục hồi tháng 3 và đẩy lãi suất xuống còn 0% có nghĩa là trong phạm vi 0 cho tới 0,25% Fed đã làm cái điều đó và sau đó các bạn cũng đã thấy là Fed đã đưa ra những quyết định là sẽ bơm tiền vào trong thị trường để mà hỗ trợ thị trường tín dụng cũng như là thị trường chứng khoán. Chúng ta cũng có thêm một số tin tức liên quan tới Fed thì muốn chia sẻ với các bạn. Kế đó nữa thì các bạn thấy được là Quốc hội cũng đã đưa ra những cái gói hỗ trợ trong đó chúng ta thấy là một cái gói đầu tiên được thông qua là 2,2 nghìn tỷ đô la và sau đó gói thứ nhì là khoảng 484 tỷ và ngày hôm nay một tin tức lớn được chia sẻ đó chính là một gói hỗ trợ mới đã được đề xuất bởi đảng dân chủ là tới 3 nghìn tỷ đô la thì mình thấy đó hơn con số 2,2 nghìn tỷ đô la rất là nhiều thì chúng ta sẽ nói thêm về gói hỗ trợ này thì khi mà chúng ta nói tới các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào ba cái chỉ số mà nhiều người quan tâm tới nhất đó chính là ba chỉ số mà các bạn nhìn thấy trên màn hình À, chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq thì các bạn sẽ thấy được là cái lần gạch đi hàng ngang này ở số 0% đó chính là cái điểm bắt đầu của năm 2020 thì các bạn thấy được rất rõ ràng là sau khi mà dịch bệnh xảy ra thì cả ba chỉ số đều đi xuống rất là mạnh các bạn cũng đã nhớ là trong quý 1 đã xuống 25-30% nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là đã hồi phục lại và nhất là chỉ số Nasdaq đã qua khỏi 0% và thật ra từ đầu năm cho tới bây giờ là chỉ số Nasdaq vẫn lên nhưng mà lên không có nhiều chỉ lên có 0,3 phần trăm nhưng mà các bạn thấy được là có cái dấu hiệu là trong vòng một tuần qua thì hầu như ta không thấy cái sự tăng trưởng mạnh như là hồi tháng tư nữa thì chỉ số Nasdaq lên các bạn cũng đã nhớ là chỉ số Nasdaq là một cái chỉ số mà có rất nhiều những công ty công nghệ và một số công ty công nghệ đã có những cái thu nhập mà nhiều người không nghĩ đến là một thu nhập cao hơn là mọi người tưởng tượng cho nên nhiều cổ phiếu của công nghệ đã tăng lên khiến cho chỉ số Nasdaq đã tăng lên nhưng mà một điều mà nhiều người quan tâm tới bây giờ là tại sao mà cổ phiếu lại không tiếp tục tăng lên thì có phải là bây giờ cục dự trữ liên bang không tiếp tục hỗ trợ thị trường hay là không điều đó là không phải chúng ta sẽ nói tới một số tài liệu liên quan đến cục dự trữ liên bang điều thứ nhì là có phải là chính phủ quốc hội sẽ không hỗ trợ thị trường nữa hay là không điều đó cũng không phải chúng ta mới vừa nói tới cái đề xuất được đưa ra bởi đảng dân chủ ba nghìn tỷ đô la nhưng mà cái vấn đề lớn nhất mà mọi người quan tâm tới bây giờ đó chính là vấn đề thứ ba là về việc là mọi người đang có cái sự hy vọng là mở cửa lại cái đợt này là sẽ khiến cho các công ty có thu nhập trở lại và sẽ khởi động lại nền kinh tế nhưng mà bây giờ đã có rất nhiều những cái ý kiến từ hai bên các bạn có đã biết là một bên thì nói là chúng ta không nên mở cửa trở lại tại vì mở cửa trở lại sẽ rất là nguy hiểm sẽ dẫn đến dịch bệnh sẽ dẫn tới nhiều người tử vong hơn tại vì cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có thuốc vẫn chưa có một cái vaccine mà chúng ta có thể là sử dụng để chống lại dịch bệnh cho nên mở cửa lại sẽ dẫn đến cái sự tăng trưởng của dịch bệnh và sẽ dẫn tới nhiều người tử vong hơn. Mà một trong những người mà nói về vấn đề này đó chính là bác sĩ Anthony Fauci, người mà các bạn có đã biết là tư vấn cho tổng thống Trump về dịch bệnh trong thời gian qua. Thì bây giờ nhiều thống đốc chỉ vào lời nói của Anthony Fauci và nói là bây giờ chúng ta chưa nên mở cửa để tránh lây lan. Và một trong những nơi mà đã có quyết định là sẽ đóng cửa dài hạn hơn đó chính là quận Los Angeles quận Los Angeles là cách quận Cam là nếu các bạn lái xe là khoảng một tiếng đồng hồ thì quận Los Angeles sẽ nói là cái lệnh mà ở nhà là sẽ kéo dài ít nhất là cho đến cuối tháng 7 nhưng mà một bên khác thì nói là bây giờ có một số tiêu bang mở lại nhưng mà thấy vẫn hoạt động bình thường chúng ta chưa thấy có cái dấu hiệu là sẽ có một sự bùng nổ dịch bệnh mới và mở cửa trở lại là một điều rất quan trọng đối với nền kinh tế cho nên cần phải mở cửa trở lại thật ra bên nào đúng bên nào sai thì chúng ta sẽ không nói tới nhưng mà chúng ta sẽ nói tới là bước kế tiếp của cục dự trữ liên bang và quốc hội sẽ là ra sao để mà đối đầu với cái nguy cơ là chứng khoán có thể là có cái sự đi xuống kế tiếp. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như các bạn muốn theo dõi thuận Capital trên cái mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy cái link ở trên thuận com các bạn có thể bấm vào giới thiệu sau đó các bạn sẽ tìm thấy link Facebook, Telegram và Twitter thì trở lại về những gì mà Fed đang làm và sẽ tiếp tục làm chúng ta sẽ nói tới một cái cuộc họp ngày mai mà nhiều người cũng có hứng thú muốn xem đó chính là cuộc họp của chủ tịch của cục dự liên bang của Hoa Kỳ uh, Jerome Powell ngày mai ông ta sẽ chia sẻ vào lúc 9 giờ sáng giờ của New York có nghĩa là 6 giờ sáng giờ Cali, có nghĩa là 8 giờ tối giờ Việt Nam thì trong cái cuộc chia sẻ này chủ tịch Jerome Powell sẽ nói về những cái khó khăn của tình hình kinh tế hiện tại nhưng mà điều mà nhiều người quan tâm tới hơn đó chính là cục dự liên bang Jerome Powell sẽ nói gì về lãi xuất âm? Ông ta sẽ nói những gì để dập tắt đi những cái người mà bây giờ nghĩ là lãi xuất âm là một điều hoàn toàn có thể xảy ra vào năm 2021, vào năm sau. Cũng như là chúng ta thấy được là những cái trader đã bắt đầu đặt những cái lệnh là họ cá cược vào năm sau, Mỹ sẽ có lãi xuất âm. Chúng ta sẽ chờ xem coi coi ngày mai à, Chủ tịch Jerome Powell sẽ nói những gì. Một điều khác nữa mà cục chữ liên bang đã bắt đầu bắt tay vào làm tuần này đó chính là mua lại những cái trái phiếu của các quỹ ETF. Thì để tôi giải thích rõ ràng hơn về bond ETF là gì thì các bạn cũng đã biết là trái phiếu có nghĩa là giấy nợ. Nếu như các bạn mà muốn mua trái phiếu thì các bạn có thể mua trái phiếu trực tiếp từ chính phủ của Hoa Kỳ bán ra hay còn gọi là không trái phiếu hay là các bạn có thể là mua trái phiếu trực tiếp từ công ty thì trái phiếu nó một cách đơn giản đó chính là cái giấy ghi nợ cái nơi mà bán trái phiếu ra là tại vì họ cần mượn tiền và cái người mua trái phiếu chính là chủ nợ thì khi mà các bạn thấy được là những công ty mà họ cần tiền thì họ có thể là kiếm được tiền thị trường bằng hai cách một là họ có thể bán thêm cổ phần bán thêm cổ phiếu còn hai là họ sẽ bán những cái trái phiếu những cái giấy nợ thì nếu như các bạn mua giấy nợ trực tiếp thì cũng được nhưng mà cũng sẽ gặp một số những cái trở ngại khi mà các bạn mua bán không có dễ dàng như là các bạn mua bán ở trên thị trường chứng khoán cho nên đã có những cái bond ETF hay là quỹ đầu tư trái phiếu ETF thì những quỹ đầu tư trái phiếu ETF này cũng rất là đa dạng một số quỹ đầu tư là họ không có nắm giữ trái phiếu họ chỉ là tính cái số điểm trái phiếu đó và các bạn có thể mua bán các cổ phần của etf dựa trên cái điểm trái phiếu hay là một số những cái etf họ sẽ mua trái phiếu sau đó họ chia cổ phần ra để mà bán cho những người nào mà, mà muốn mua thì các bạn thấy được là trong cái thời kỳ mà dịch bệnh này thì các công ty cần rất nhiều tiền mặt và một trong những cách mà các công ty đã làm đó chính là bán trái phiếu Các bạn thấy được là từ đầu năm cho đến cuối tháng 4 Cái số lượng trái phiếu bán ra từ các công ty tư nhân đã lên tới cái số là 834,3 tỷ đô la Có nghĩa là so với cùng một thời gian năm 2019 Thì cái số này đã tăng lên 69% và cái phần lớn các bạn cũng có thể là thấy được là bán ra từ tháng 3 tới tháng 4 lúc mà dịch bệnh bùng nổ mà các công ty không có thu nhập. Trong thứ hai mới đây, có nghĩa là ngày hôm qua, cái số lượng trái phiếu được đưa ra chào bán bởi các công ty đã lên tới 25,7 tỷ đô la nhưng mà cái vấn đề khó khăn bây giờ là trong cái tình hình này thì không có nhiều người có tiền mặt và nhiều người thì cảm thấy được là mua trái phiếu cũng có rất nhiều rủi ro các bạn thấy được là cổ phiếu thì đi xuống và các công ty bây giờ thì thu nhập tương lai không biết ra sao cho nên nhiều người không dám đụng vào trái phiếu tại vì sợ là sau này những công ty đó sẽ không có thu nhập để mà trả lại tiền họ sẽ quỵt nợ trái phiếu đó sẽ không có lấy được vốn và lời, cho nên nhiều người không dám đụng vào những trái phiếu được đưa ra từ những công ty và khiến cho đây là một cái vấn đề rất là lớn, tại vì những công ty đó cần phải mượn được tiền, thì bây giờ các bạn thấy được là cục chữ liên bang Fed đã nhúng tay vào và sẽ bắt đầu tuần này là mua các trái phiếu ETF, có nghĩa là cục chữ liên bang sẽ trực tiếp bơm tiền vào thị trường trái phiếu để cho những cái công ty đó có thể mượn được tiền, tại vì điều mà cục dự liên bang quan tâm tới nhiều nhất đó chính là giữ vững được thị trường tín dụng Tại vì nếu như chúng ta không còn thị trường tín dụng thì đừng nói tới việc là khi nào thị trường mở hộp phục lại. Cho nên cục dự liên bang sẽ làm bất cứ những gì có thể để mà bảo vệ thị trường tín dụng cũng như là thị trường chứng khoán. Điều này có nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là nếu như các bạn đang suy nghĩ là có phải là tương lai tất cả các cổ phiếu sẽ đi xuống mạnh hay là không thì điều này là hoàn toàn chưa chắc. Tại vì các bạn thấy được là cục dự liên bang vẫn có thể là tiếp tục bơm tiền vào để mà hỗ trợ những công ty có thể có được số vốn để mà qua được cái thời kỳ dịch bệnh này Nhưng mà để nói rõ ràng hơn là không phải là trái phiếu nào Cục chỉ Liên bang cũng mua Họ chỉ mua những cái công ty nào mà trước khi mà có dịch bệnh là một công ty mà nhiều người cho là có cái mức tín dụng tốt Nhưng mà sau khi dịch bệnh xảy ra thì mới bị đi xuống cấp Mới bị những cái công ty đánh giá trái phiếu cho là xuống cấp Thì họ chỉ mua những cái công ty đó chứ họ không có mua trái phiếu những công ty mà họ trước tới giờ đã bán giá trên lệch giá thật sự quá nhiều nói cách đơn giản hơn là họ mua trái phiếu của những cái công ty lớn nhưng mà trái phiếu nào thì họ vẫn không có nói rõ đây chính là điều mà cục diễn liên bang đã bắt đầu làm điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là jim Cramer trên đài cnbc cái chương trình mad money đã chia sẻ là bây giờ chúng ta đã không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ nhiều về cái việc là có mở cửa lại nền kinh tế hay là không tại vì ai thì cũng biết được là trên cái mặt lý thuyết thì đương nhiên là nếu như mà có thể thì đóng cửa nền kinh tế cho đến khi nào chúng ta có được những cái thuốc chúng ta có được những cái vaccine nhưng mà sự thật thì không thể chờ lâu như vậy tại vì cái tình hình bây giờ nếu như mà cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ đi vào cái thời kỳ suy thoái tài chính thật sự chúng ta sẽ bước vào một cái khủng hoảng tài chính thật sự nhiều công ty hơn sẽ bị phá sản, nhiều người hơn sẽ bị thất nghiệp. Cho nên cái tình hình bây giờ một thì đối với Jim Kramer là phải mở cửa, còn hai là chính phủ cần phải hỗ trợ thị trường, cần phải in thêm tiền để bơm vào thị trường. Đó chính là một cách nói đơn giản. Thì các bạn thấy được là hôm nay chúng ta đã nhận được một cái tin tức liên quan tới gói hỗ trợ kế tiếp mà gói hỗ trợ này là đang được đề xuất bởi đảng dân chủ là tới 3.000 tỷ đô la. Các bạn đã thấy là cái hỗ trợ mà đầu tiên trong dịch bệnh này mà được thông qua là 2,2 nghìn tỷ mà nhiều người coi đó là gói hỗ trợ cực kỳ lớn cái hỗ trợ này tới 3 nghìn tỷ đô la và những bạn nào mà theo dõi thuận ở trên Facebook và Twitter cũng đã biết là thuận đăng một số những chi tiết liên quan tới cái hỗ trợ này là có tiền cho cho người dân và có tiền để mà hỗ trợ những người mà không có khả năng trả tiền nhà trả tiền mướn nhà trả tiền ngân hàng bây giờ nhưng mình thường sẽ có một cái video uh, chi tiết hơn nói về vấn đề này Điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây Đó chính là cái số tiền 3.000 tỷ đô la này Sẽ khiến cho cái số nợ của Hoa Kỳ tăng lên rất là nhiều Các bạn thấy là bây giờ tổng số nợ của Hoa Kỳ đã lên tới 25.000 tỷ Và nếu chúng ta nhìn vào cái số nợ của Hoa Kỳ đã ngày càng tăng lên và nhất là trong vòng các bạn thấy là 10 năm qua đã có sự tăng vọt đây chính là cái biểu đồ từ năm 1990 tới năm 2019 nếu như chúng ta tính luôn năm 2020 này là cái tốc độ tăng trưởng sẽ rất là nhanh tại sao tại vì các bạn thấy là chỉ trong cái quý 2 này mà Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nói là sẽ phải mượn khoảng chừng là 3.000 tỷ đô la để mà đưa vào trong cái công quỹ để có tiền để mà hỗ trợ cái gói hỗ trợ mà được thông qua. Các bạn đã thấy là có rất nhiều gói hỗ trợ được được thông qua trong đó chúng ta có những cái gói lớn như là gói pha nghìn tỷ và có 484 tỷ nhưng mà cái số tiền đó là không có sẵn cho nên cần phải mượn cho nên cái số tiền vay mượn năm 2020 này các bạn có thể tưởng tượng được là sẽ tăng lên rất là cao và bây giờ nếu chúng ta lại thông qua thêm cái gói 3 nghìn tỷ đô la nữa thì các bạn thấy là cái sự lạm phát cái tốc độ in tiền sẽ tăng lên bao nhiêu nhiều bạn thì cũng đã từng nói với thượng là số tiền này là không cần phải in ra nhưng mà sự thật là cần phải in ra. chứ nếu như không cần phải in ra thì bộ trưởng bộ tài chính cũng không cần nói là chính phủ của Hoa Kỳ cần phải mượn 3.000 tỷ đô la trong cái quý hai này. đây chính là điều mà chúng ta đã chia sẻ trong tuần qua. đó là những lời chỉ trích khi mà cái gói hỗ trợ 3.000 tỷ đô la này được đề xuất nhưng mà điều mà đã được nói tới đó chính là trong cái thời điểm mà dịch bệnh này thì có nhiều cái sự lựa chọn hay là không một là mở cửa trở lại và chấp nhận tất cả còn hai là phải có tiền để mà bơm vào trong thị trường cho nên cần phải có cái số tiền hỗ trợ này và trong cái thời điểm này nhiều người cho là thời điểm tốt nhất để mà in tiền để mà mượn tiền tại vì đây là cái thời điểm mà có cái phần trăm lãi suất thấp nhất dù sao đi nữa, điều mà các bạn cần phải biết ở đây, đây chỉ là một cái đề xuất được đưa ra bởi đảng Dân Chủ. Hiện bây giờ thì dự đoán là họ sẽ bỏ phiếu ở Hạ viện vào thứ sáu này. Và chỉ khi nào mà được thông qua Hạ viện thì mới tới Thượng viện. Chỉ khi nào mà được thông qua Thượng viện thì mới tới Tổng thống. Trong cái khoảng thời gian đó, các chi tiết sẽ bị thay đổi rất là nhiều. Tôi sẽ chia sẻ những chi tiết hiện tại trong một cái video trong thời gian gần nhất tới đây. Và đây là những cái tài liệu liên quan tới thị trường tài chính mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những sàn giao dịch crypto thì các bạn có thể tham gia thông qua cái link ở phía dưới ThuầnCapital.com slash pages slash sàn giao dịch, các bạn sẽ tìm thấy những tài liệu như này trên màn hình, các bạn có thể tham gia những sàn margin như là StepX hay là Bybit hay là sàn altcoin như là Binance hay là các bạn có thể giao dịch trực tiếp từ ngân hàng thông qua sàn Coinbase nếu các bạn là một người ở Hoa Kỳ. Và nếu các bạn có hứng thú với lại margin thì đừng không có khuyến khích như bạn nào mà mới tham gia vào thị trường này mà tham gia chơi margin tại vì chơi margin có rất nhiều nguy hiểm chỉ phù hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Và thôi, xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.